Cô xin chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp các con trong giờ học mỹ thuật. Trước khi vào bài học, các con hãy chuẩn bị những đồ dùng học tập sau: vở tập vẽ hoặc giấy vẽ A4, bút chì, tẩy, màu vẽ, vỏ hộp, chai, băng dính, hồ, keo, kéo. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Bài 16. Tập nặn tạo dáng. Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp. Mục tiêu của bài học: học sinh biết cách tạo dáng một số con vật, đồ vật bằng vỏ hộp. Học sinh tạo dáng được con vật hay đồ vật bằng vỏ hộp theo ý thích. Học sinh ham thích tư duy sáng tạo. Bài học gồm có 4 hoạt động. Hoạt động 1, quan sát, nhận xét. Hoạt động 2, cách tạo dáng ô tô hoặc con vật bằng vỏ hộp. Hoạt động 3, thực hành. Hoạt động 4, cảm nhận và chia sẻ. Trước hết, chúng mình cùng nhau tìm hiểu hoạt động 1, quan sát, nhận xét. Ở bài 8, các con đã được học bài tập nặn tạo dáng con vật. Chúng mình đã được quan sát và nắm được hình dáng, đặc điểm, màu sắc của một số con vật. Vậy ở hoạt động này, các con tiếp tục quan sát ảnh chụp một số con vật hoặc nhớ lại con vật mà mình yêu thích để tạo dáng con vật từ vỏ hộp cho thật đẹp nhé. Cô xin giới thiệu ảnh chụp 2 chiếc ô tô. Ảnh số 1 là chiếc ô tô tải và ảnh số 2 là chiếc ô tô 4 chỗ. Các con hãy quan sát và cho biết 2 chiếc ô tô khác nhau ở điểm nào? 2 chiếc ô tô khác nhau về màu sắc, hình dáng, nhưng chúng đều có các bộ phận chính, đó là đầu xe, buồng lái, thân xe và bánh xe. Các con hãy kể thêm một số loại ô tô khác mà mình biết và nhớ lại hình dáng, đặc điểm, màu sắc của chúng. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang hoạt động 2, cách tạo dáng. Để tạo dáng được con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp, các con cần chuẩn bị các vỏ hộp và chuẩn bị tốt đồ dùng học tập nhé. Cô gợi ý các con các bước tạo hình ô tô. Bước 1, tìm những hộp có hình dáng, màu sắc phù hợp với các bộ phận của ô tô định tạo dáng. Bước 2, có thể cắt, sửa các khối hình cho vừa với các bộ phận của ô tô. Bước 3, ghép dán các bộ phận thành hình ô tô. Bước 4, tạo thêm một số chi tiết cho hình sinh động hơn. Các con ạ, các bước tạo dáng con vật từ vỏ hộp, chúng mình cũng tiến hành như các bước tạo dáng của ô tô nhé. Cô mời các con xem ảnh chụp một số sản phẩm được sáng tạo từ vỏ hộp. Các con cùng nhau quan sát để tham khảo vào bài thực hành của mình nhé. Chúng mình cùng chuyển sang hoạt động thực hành. Sáng tạo một sản phẩm từ vỏ hộp. Các con thực hành theo yêu cầu vở tập vẽ hoặc giấy vẽ A4. Cô chúc các con có những bài thực hành thật đẹp. Thời gian thực hành đã hết, chúng mình cùng chuyển sang phần cảm nhận và chia sẻ. Con đã tạo dáng được sản phẩm là con vật hay ô tô. Con vật hay ô tô đó có đặc điểm gì? Hình dáng và màu sắc như thế nào? Con hãy chia sẻ sản phẩm của mình cho người thân nhé. Thông qua bài học, con có cảm nhận gì không? Bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Chúng mình cùng nghe cô dặn dò nhé. Xem trước bài 17, vẽ trang trí hình vuông. Cô chào và hẹn gặp lại các con trong bài học sau.